Hưng ơi, sao này? Bạn nói bé thôi, không thằng Hưng Vlog nó nghe tiếng nó ra nó lại xin mất cái phô mai que của anh em mình đấy. Ừ, như là thằng này cột tiếng ăn xin ở cái ngõ này bạn nhờ. Đúng rồi, mà bạn Nguyên ơi, cái phô mai que này ấy, là phải chiên lên mới ăn được. Hay là bây giờ anh em mình về chiên xong mang lên cây ăn để cho thằng Hưng Vlog nó đỡ nhìn thấy, nó đỡ xin. Đúng rồi, thằng đấy đi lùng kinh lắm bạn ạ. Thế bây giờ phải chiên nha bạn Nguyên nha. Thì về nếu ăn chiên thì bắt đi nhanh lên. Bắt đầu rồi. Bạn thả đi mưa già vào rồi đây. Đây bạn Nguyên ơi. Bạn Hậu ơi. Wow. Chiên đi lên không thằng Hưng Vi lúc nó ngửi thấy đấy. Mũi nó thành như chỗ ấy bạn. Ừ, đúng rồi bạn Nguyên ạ. Wow, bạn Nguyên thì hấp dẫn không? Xong nhanh lên anh em mình trèo lên cây ăn nhá bạn nhá. Ok. Đây. Chỉ nó lên cây nó mới không ngửi thấy thôi bạn Nguyên nhỉ. Đây xong tự cầm đưa cho bạn. Các bạn gấp ra, thằng này thình lắm. Nhìn hấp dẫn nhỉ bạn Nguyên nhỉ? Quá hấp dẫn luôn. Bạn này tớ chiên được không? Được. Cái này Hương My Lông nó mà nhìn thấy anh em mình ăn nó ra nó xin hết. Anh em mình lại không được miếng nào. Không cho ai bạn hiểu không? Không cho một miếng nào luôn. Bạn ơi, chỉ giờ bắt gấp nhanh lên xong anh em mình lên cây ăn đi. Ok bạn ơi, wow, bạn Nguyên nhìn phô mai nó chảy ra hấp dẫn nhỉ? Để tớ tắt bếp cho bạn. Tắt đi bạn ơi. Wow, nhìn phô mai mọi người nhỉ. Ngon thật đấy, cái này không vì lúc mà nhìn thấy mà còn chỉ có giỏ hết cả nước dãi ra thôi. Bạn không được cho ai chưa? Tớ còn lâu tớ mình cho à. Nào đi đi, tớ bắt đi đi, tớ tắt bếp rồi. Đi bạn người đi. Đi nhanh em. Bắt đầu rồi. Trên cao này thằng Hưng Vi Lông nó không tìm thấy bọn mình đâu nhờ. Đương nhiên rồi, trên cao này làm sao nó ngửi thấy. Thế bọn mình ăn đi. Đi ăn đi bạn ơi. Wow. Ăn cái này phải cấu đây này, bọt rồi rút ra nó như kiểu cao su ý, ăn hơi bị ngon luôn. Wow, bạn Nguyên. Phô mai que anh bên ngoài nó giòn nhá, bên trong phô mai thơm ngon đấy. Kiểu gì thơm. Hưng nó cũng dò ra mà xem, bạn ăn nhanh lên. Ê mẹ. Ngon nhá. Vâng. Bạn Nguyên, bạn Hậu. Ăn cái gì đấy? Phô mai que à? Ôi ơi, tớ nói được chưa, tớ bảo kiểu gì nó cũng dò lên, thấy nó dò lên được luôn. Thầy muốn thính nhỉ bạn Nguyên nhỉ? Bạn Nguyên, bạn Hậu ơi. Bọn mình chạy đi đâu cũng không bao giờ hết nắng thôi. Người mày về đi, tao không cho mày đâu. Đúng rồi. Hai bạn ơi, sao hai bạn ăn tham thế? Hai bạn có nhiều này cho tớ ăn nữa là... Không. Không cho đâu. Cái này là cái gì bạn Nguyên, bạn Hậu ơi? Phô mai que à? Phô mai que à? Phô mai que à? Ừ. Hai bạn ơi. Ê, ê. Cho tớ xin một cái à? Không cho. Sao hai bạn ăn tham thế? Tao bọn tao ăn thảo những người giàu, không ăn thảo mấy người nghèo. Đúng rồi. Còn mày nghèo mày đi về đi. Sao hai bạn lại khinh thường tớ thế? Tao khinh thường mày đây. Mày làm gì có đủ đẳng cấp chơi với bọn tao bắt đậu nhờ? Đúng rồi bạn ơi, anh bạn ơi. Mà mày có giỏi mày về mày mua mà làm mà ăn. Xin bọn tao làm gì? Bạn đâu ơi. Hả? Cái loại thằng này làm gì có tiền mà mua. Ừ đúng rồi. Đi đá, đi lang thang đi đào mơ suốt ngày. Thớ cứ nói thế thôi để cho nó chạy lòng nó đi về ấy. Cái nó mặt dày nhở bạn Nguyên nhở. Cứ đứng đây chờ bọn mình ăn không biết xấu hổ. Tốt nhất mày đi về đi. Thôi được rồi. Ngoan bạn Nguyên. Hai bạn khinh thường tớ đúng không? Đúng rồi. Giờ tớ sẽ phải làm cái phô mai que khổng lồ. Lúc đấy hai bạn đừng có xin tớ một miếng. Tớ lại mày làm gì mất tiền. Phô mai khổng lồ. Mày cả góp tiền cả hộ nhà mày cũng chẳng mua được. Đúng rồi. Phô mai nhưng ăn đi bạn Nguyên. Ăn đi. Ngoan thế. Ngon nhờ. Ừ. Đấy các bạn ơi, các bạn ạ, hôm nay mình rất là cay tức các bạn nhá. Hậu với lại Nguyên, các bạn là bạn thân của mình chơi từ nhỏ các bạn ạ. Sỉ nhục coi thường mình các bạn nhá. Hôm nay mình đập con lợn ra để lấy tiền các bạn ạ. Mình sẽ làm một que phô mai que siêu to khổng lồ các bạn nhá. Để dạy cho lũ trẻ trâu một bài học các bạn dám coi thường sỉ nhục mình các bạn nhá. Đấy, thì các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi mua nguyên liệu để làm cái phô mai que khổng lồ các bạn nhá. Để dạy cho lũ trẻ trâu một bài học các bạn nhá. Let's go.
Các bạn ơi, các bạn, đấy, mình đi chợ về các bạn nhá. Hôm nay mình đập lợn ra để lấy tiền mình mua các bạn này, một thanh phô mai các bạn nhá, nặng 2 cân luôn các bạn thấy chưa? 2 cân 4 các bạn ạ. Đấy, đây là một thanh phô mai siêu to khổng lồ các bạn nhá. Và các bạn ạ, bây giờ mình sẽ về mình làm một cái phô mai que siêu to khổng lồ để dạy cho lũ trẻ trâu một bài học các bạn nhá. Dám coi thường sỉ nhục mình các bạn ạ, chê mình nhà nghèo bẩn thỉu hôi thối các bạn nhá. Đấy, nó lại còn bảo mình như một con cò hóa các bạn ạ. Đấy, rất là cay và tức các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ đi làm cái phô mai que khổng lồ các bạn nhá. Đấy, let's go. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình bắt đầu chế biến cái phô mai que khổng lồ bạn nhá. Đấy, một thanh phô mai que siêu to khổng lồ bạn ạ. Các bạn nhìn chưa, cái phô mai này nó là rơi vào 2 cân đấy các bạn ạ. Đấy, hôm nay mình làm cái phô mai que này các bạn ạ, nó khổng lồ to nhất Việt Nam luôn, không ở đâu bán các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn này, đã chưa, chứ mấy cái phô mai bé tí kia ăn không bõ dính răng các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn này, toàn mùi phô mai các bạn, thơm thơm sữa sữa. Đấy, cái này mà ra dạy cho lũ trẻ trâu kia một bài học thì có mà nhớ đời luôn các bạn ạ. Rồi, cái này nó to quá các bạn ạ, mình sẽ gọt bớt đi các bạn nhá, mình chỉ làm một cái khổng lồ thôi các bạn ạ. Đấy, nó to quá thì mình gọt bớt đi để lại ấy nó tròn tròn các bạn nhá. Đấy, mình gọt bớt đi các bạn nhá, không nó to quá các bạn ạ. Các bạn ơi, đấy mình gọt rồi, các bạn đã tròn xe như cái phô mai tròn các bạn chưa? Bây giờ mình dúng vào bột đấy các bạn nhá, sau đó cho bột chiên xù này các bạn nhá, sau đó mang đi chiên là xong các bạn ạ. Đấy. Wow, các bạn nhìn chưa? Đấy. Rồi, bây giờ mình nhấc lên này, đổi đầu các bạn nhá. Ui. Yeah. Đấy các bạn chưa? Nó chắc quá các bạn ạ. Wow. Đấy. Mình đổi đầu các bạn nhá. Yeah. Rồi. Đây các bạn ơi, mình quét này vào các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình cho thêm bột chiên xù các bạn nhá. Wow. Đấy, mình sẽ phải ấy đều đây các bạn ạ. Rồi, mình cho bột chiên xù vào bạn này. Wow, các bạn nhìn chưa? Hấp dẫn chưa? Các bạn ơi! Được rồi các bạn nhá, đã được một thanh phô mai que siêu to khổng lồ. Bây giờ mình sẽ mang đi chiên các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn hấp dẫn chưa? Rồi, mình mang đi chiên các bạn nhá. Các bạn ơi, mình bắt đầu mình chiên các bạn nhá. Wow, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Xuống sụp các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn chưa? Nhìn hấp dẫn chưa? Ô mai siêu to khổng lồ các bạn ạ. Một lúc nữa là chín các bạn ạ. Hôm nay các bạn nhá, nhất định mình sẽ lợi cho lũ trẻ trâu một bài học các bạn ạ. Dám coi thường thách thức mình các bạn nhá. Wow. Đấy các bạn ơi, nó chín nó phùi ra bạn nhìn này. Wow. Các bạn nhìn ngon hấp dẫn không? Yeah. Đấy các bạn ạ. Hôm nay các bạn nha, nhất định mình sẽ dạy cho lũ trẻ trâu một bài học các bạn ạ. Lướt rồi các bạn ơi. Lướt rồi, lướt rồi, lướt rồi. Ui. Các bạn nhìn chưa? Ngon không các bạn ơi? Đấy, các bạn nhìn này, chỗ này phô mai nó chảy ra, bạn nhìn chưa? Đấy. Đây các bạn nhá, phô mai nó chảy các bạn nhìn này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Các bạn ơi, mình ấy ra nha, chảy rồi các bạn ạ. Wow. Đấy, nó chảy các bạn nhá. Ui. Nó bung mất ra các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, mình đã rán xong rồi các bạn nhá, chiên xong rồi các bạn nhá. Đấy, bạn nhìn chưa? Đấy, nhìn ngon lắm các bạn ạ. Đây các bạn này, bên trong này phô mai nó chảy các bạn chưa? Đấy.
Wow. Thôi, ngon lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ mang ngoài kia các bạn nhá. Để ra dạy lũ trẻ trâu một bài học các bạn nhá. Vừa dám chỉ nhục mình các bạn ạ. Let's go. Bạn ơi, cam này ngon nhỉ. Toàn vị cam bạn Nguyên nhỉ. Quát ơi là ngon. Bạn ơi, cho bạn ta ăn với đi. Bạn ăn nữa, cái gì đấy? Bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi, cái gì đấy? Đi. Cái gì đấy? Cho bạn ta ăn với. Bạn hậu, bạn Nguyên à? Tớ hôi lắm, tớ nhà nghèo lắm. Hai bạn ạ. Thôi, bạn nể tình cho tớ một miếng đi. Đúng rồi, sáng nay chỉ là hiểu lầm thôi. Bạn bỏ qua cho tớ đi mà bạn ơi, cái này là món gì đấy? Đây chính là phô mai que khổng lồ. Ngon thế, bạn cho tớ đi. Bọn tớ đói lắm rồi, một tớ đang ăn mấy que kem đẻo. Nhưng mà bạn ơi, bạn mua ở đâu đấy? Tớ bao giờ chưa bao giờ tớ nhìn thấy cái phô mai que nó to này luôn đấy bạn ơi. Bạn Hậu ơi, cái phô mai que này không phải là có tiền mà hai bạn mua ở đâu, bạn Nguyên, bạn Hậu ạ? Ui, thế bạn kiếm ở đâu ra đấy, bạn Hậu? Bạn Hậu ơi, bạn làm que kem cho nó mát đi. Ui, phô mai nhiều thế, bạn cho tớ ăn nữa, bạn Hậu ơi. Lần đầu tiên mà tớ nhìn cái phô mai que nó to nhảy luôn đấy, bạn Hậu ạ. Đi bạn, ăn que kem cho nó mát đi bạn. Ui, bạn Hậu ơi, phô mai sợ nhở? Bạn Nguyên, bạn Hậu ơi, nhìn này. Wow, cái kem của bạn có cho tớ, tớ đáp vào mặt cho ấy. Ui, cho tớ ăn đi. Bạn ơi, bạn cho bạn tớ ăn nữa, bạn tớ cho bạn tớ thưởng thức cái phô mai khổng lồ nữa, bạn cho... tớ chưa được. Bạn tớ chưa ăn cái phô mai khổng lồ bao giờ ấy. Bạn Nguyên ơi, bạn Hậu ơi, tớ nói thật hai bạn nhá. Lúc sáng này tớ rất là cay và tức hai bạn ấy. Tớ nói thật cho hai bạn biết nhá. Ở đời ấy, đừng có bao giờ quay thường người khác. Thì bọn tớ sáng nay chỉ là hiểu lầm thôi, bọn tớ biết sai rồi, bạn bỏ qua bọn tớ đi. Bạn tha lỗi cho tớ với bạn Hậu đi, sao bọn tớ chỉ hiểu lầm thôi. Từ giờ tớ với bạn Hậu sẽ không bao giờ coi thường bạn nữa. Đúng rồi đấy, bạn ạ, bọn tớ từ bé là bọn tớ chưa bao giờ nhìn cái phô mai que khổng lồ như này. Bạn cho bọn tớ thưởng thức xem có ngon không bạn Hưng. Bạn Hậu ơi, cái phô mai khổng lồ đương nhiên là ngon rồi. Nó ăn nhiều phô mai này nó ngon như này, bạn nghĩ sao mà loại không ngon? Đi bạn ơi. Ôi bỏng quá. Bạn cho tớ cái lớp vỏ ngoài cũng được. Cái phô mai này phải lắm tiền lắm bạn Hưng nhỉ? Đương nhiên rồi. Ê, dẻo như cao su rồi. Đi. Thằng Hưng ngạo này cắp vả pháp bây giờ. Thôi bạn ơi, bạn bỏ qua cho bạn tớ đi. Cho bạn tớ ăn nữa, bọn tớ xin lỗi bạn. Đi, cho bọn tớ ăn nữa đi. Thật, bạn có phô mai khổng lồ này, bạn ăn làm sao hết được. Bạn chia sẻ cho bọn tớ ăn nữa. Sáng bọn tớ có được mấy cái con tí. Đúng rồi đấy. Hai bạn ơi, hai bạn, tớ nói thật hai bạn nhá. Lúc sáng này tớ rất là cay và tức hai bạn đây. Cho nên là tớ về, tớ đập lợn, tớ mua, tớ làm hẳn cái phô mai que khổng lồ này ấy. Mục đích chủ yếu là dạy cho hai bạn một bài học ấy. Ở đời ấy, đừng có coi thường người khác. Thì bọn tớ biết sai rồi, bạn bỏ qua bạn tớ đi bạn ơi. Sai rồi, từ giờ tớ với bạn nó sẽ không bao giờ coi thường bạn nữa. Có những cái gì ngon bọn tớ sẽ chia sẻ với bạn. Thế đúng rồi đấy. Hai bạn hứa là từ giờ sẽ không bao giờ đi coi thường người khác đi. Bọn tớ hứa từ giờ sẽ không bao giờ khinh thường người khác. Tớ cũng hứa từ giờ tớ cũng không bao giờ coi thường người khác. Mình không bao giờ tớ coi thường bạn nữa. Thôi được rồi. Đấy, thì các bạn ơi, hôm nay thực sự các bạn mình tức hai bạn lắm các bạn nhé. Thứ bây giờ một mình cũng không ăn hết được cái phô mai khổng lồ các bạn ạ. Thôi thì cho hai bạn Nguyên, bạn Hậu ăn các bạn nhé. Wow. Hai bạn ngồi đây ăn đi. Đây. Đấy, hai bạn ăn đi. Ê, nhìn rất thật đấy bạn Hưng ạ. Ngon không? Wow. Cái này đang phải quyết với phô mai đúng không bạn Hưng? Đúng rồi. Đấy, ở dưới này. Dưới này nó mới chảy này. Các bạn nhìn này. Đây này. Wow. Đấy, nhìn chưa? Bạn Nguyên đâu há mồm ra. Vâng. Các bạn ơi nhìn này, phô mai sợi này, wow, wow. Đấy, đây ê, mình mời các bạn nha. Đấy, ăn đi, nhiều phô mai đã không? Đã, ngon. Thật. Đấy, đây đoạn này nữa nha bạn nha, mình sẽ xé cho Hậu ăn nha bạn nha, nhìn này. Wow. Bạn ơi, cái này ngon gấp 10 cái lúc sau. Các bạn ơi, ăn nó béo béo ngậy ngậy. Ui, phô mai béo bạn không ạ? Phô mai của bạn ngon thật đấy. Cho Hậu ăn cái miếng đấy. Wow, nóng bạn Nguyên đâu? Đây bạn Nguyên há mồm ra. Đấy. Wow. Đấy. Đấy, ngon không? Ngon. Wow, phô mai. Rồi. Thôi các bạn ơi. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại các bạn ạ. Hôm nay mình tha lỗi cho hai bạn đấy các bạn nhá.
Đấy, mình ăn miếng các bạn ạ, nhìn ngon không? Ngon rồi, ngon ngon lắm mà. Nhiều phô mai nhỉ? Phô mai ngon sẽ nhiều, rất nhiều. Đấy, phô mai quay này ăn nó béo các bạn ạ, nó thơm, toàn mùi mùi kiểu sữa sữa phô mai hậu nhỉ? Bên ngoài nó toàn, bên trong phô mai béo. Đây các bạn nhé, bên này nữa này bạn này, những cái chỗ nào nó chảy ra ngon lắm bạn nhé. Đây các bạn nhìn nhá, mình sẽ ấy cam nguyên nhá. Đây các bạn nhìn này. Wow. Bạn ơi cho tớ miếng nữa đi, tớ ăn hết rồi. Cho tớ miếng nữa, tớ cũng sẽ ăn ở cái vành đấy nó phô mai nó chảy thật. Phô mai nó chảy các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này. Wow. Ấy các bạn ạ, cuốn nhỉ nhá các bạn nhá. Đấy mình ăn phô mai. Bạn Hưng ơi, cái này của bạn phải 5 cân mất. Không nhỉ. Đấy các bạn ơi, cái phô mai này nó là 2 cân các bạn nhá. Nó chảy ra dưới này ăn các bạn ạ, trên này nó chưa mềm lắm nên là nó nhiều quá các bạn ạ. Các bạn ơi, mình chưa bao giờ mình ăn cái miếng phô mai nó ngon như thế này các bạn. Đã phô mai nhỉ các bạn nhỉ. Đấy. Wow. Đã luôn. Vậy được chưa? Nó sợi à. Đấy. Cuốn vào các bạn nhá. Ăn nó béo nó thơm các bạn ạ. Ăn cái ngoài này còn giòn như bánh đa ấy các bạn ạ. Đúng rồi. Ngon thật. Thì các bạn ơi, chủ yếu lên là mình tức hai bạn này qua đường sỉ nhục mình các bạn nhá. Đấy. Chơi với nhau từ bé nhưng mà có đồ ăn cái là lại coi thường mình các bạn ạ. Đấy. Thì các bạn ơi, các clip của mình xin dừng lại tại đây các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nhá. Còn bây giờ xin chào mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.